ดแดงรู้งามrồi để tay sau lưng tất cả bạn để tay sau lưng không đụng vô cái trái cấm nữa nha trái đó là trái cấm cấm đụng từ từ bình tĩnh nghe ban tổ chức thông báo bạn nam sẽ không dùng tay bạn nữ cũng sẽ không được dùng tay đụng vào trái cấm các bạn phải ăn hết trái này trong thời gian âm nhạc quét lên bạn nào ăn hết trước đội nào ăn hết trước đội đó thắng lưu ý các thí sinh nam không được ăn lộn trái tay để sau lưng bạn gái chuẩn bị nha mở vũ lên nha các bạn ở dưới làm chứng nha